Dạy dỗ con cái là một sứ mệnh cao cả, đầy hứa hẹn và mang lại một niềm vui lớn lao cho cha mẹ. Chúng ta hãy cố gắng cảm nghiệm được niềm vui ấy của mẹ Maria, cũng như bao nhiêu người mẹ Do Thái khác. Khi Chúa Giêsu sinh ra, mẹ cũng tràn ngập hy vọng rằng con mẹ sẽ là đấng cứu tinh mà sách thánh đã loan báo. Niềm vui ấy đã được mẹ bộc lộ trong kinh ngợi khen: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và lòng trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa, đấng cứu độ tôi, vì Ngài đã đối thương đến phận hèn tớ nữ Ngài. Từ nay, muôn thế hệ sẽ khen tôi có phúc, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều trọng đại, danh Ngài là thánh." Cho dẫu cụ già Simeon có báo trước một viễn ảnh đau buồn, việc cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu vẫn mang lại cho mẹ Maria một niềm vui khôn tả. Niềm vui ấy chắc chắn kéo dài qua hàng bao nhiêu năm tháng, và nhất là trọn vẹn hơn khi Chúa Giêsu bước vào tuổi 30. Tiệc cưới Cana mang lại cho mẹ một niềm vui đặc biệt. Mẹ giúp chuẩn bị cho đám cưới của một gia đình thân quen. Họ phải lâm vào cảnh bối rối khi rượu đã vơi cạn vào giữa bữa tiệc. Khi còn nhỏ, con cái sống dựa vào cha mẹ. Cha mẹ cho chúng mọi sự. Nhưng khi chúng đã trưởng thành, và cha mẹ cũng đã có tuổi, thì lúc đó chính cha mẹ là người lệ thuộc vào con cái. Đây là điều đã xảy ra cho Đức Mẹ tại tiệc cưới Cana. Mẹ Maria không cảm thấy lo khi được tin gia chủ không còn rượu để đãi khách. Mẹ đi thẳng đến con mẹ và trình bày: "Họ hết rượu rồi." Thoạt tiên, Chúa Giêsu xem ra khó chịu. Ngài nhắc cho mẹ Ngài biết, giờ của con chưa đến. Nhưng mẹ Maria vẫn luôn giữ sự lạc quan của một người mẹ. Mẹ liền bảo những người giúp việc: "Các anh hãy làm bất cứ điều gì Ngài bảo làm." Và Chúa Giêsu đã làm như Đức Mẹ chờ đợi. Mẹ Maria là một người mẹ mẫu mực. Cuộc hành trình làm mẹ của mẹ tràn ngập những niềm vui khôn tả, nhưng cũng đầy dẫy những niềm đau không tả xiết. Vui mừng bao nhiêu khi sinh ra người con mà cả thế giới đều trông đợi, mẹ đau khổ bấy nhiêu khi chứng kiến từng cây roi quất xuống thân thể của người con ấy, từng gai nhọn đâm vào đầu và từng cây đinh đóng vào chân tay người con ấy. Giờ hấp hối đang chờ đợi, nhưng ở đây, tại tiệc cưới Cana, mẹ có thể nhìn vào con mẹ với tất cả niềm vui, sự thỏa mãn và niềm hãnh diện của một người mẹ. Mẹ đã hưởng được niềm vui mà Kinh Thánh nói đến. Đó là niềm vui của chia sẻ. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: "Thầy nói điều này để niềm vui của Thầy ở trong anh em và niềm vui của anh em được trọn vẹn." Thánh Gioan Tông Đồ viết lá thư thứ nhất cho những người Ngài thương mến để niềm vui của Ngài và của họ được trọn vẹn. Trong thư thứ hai, Ngài nói đến một người phụ nữ mà Ngài hy vọng sẽ gặp để nói chuyện mặt đối mặt, hầu cho niềm vui được trọn vẹn. Trong lá thư thứ ba, Ngài còn biết rõ ràng hơn rằng, cha không còn niềm vui nào lớn hơn là được nghe rằng các con cái của cha đang đi trong sự thật. Cho dẫu Chúa Giêsu và Thánh Gioan không nói với những người thân thương ruột thịt khi các ngài nói về niềm vui, các ngài vẫn nói đến tình thân hữu như tình gia đình. Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy những người sống bậc hôn nhân thường hạnh phúc hơn những người sống độc thân. Con người ở một mình không tốt.
Thiên Chúa đã tạo dựng con người để nó chỉ nên thành toàn trong tình thân với người khác mà thôi. Bất cứ tội lỗi nào cũng đều dẫn đến biệt lập và cô đơn. Trái lại, Thánh Thần luôn đưa chúng ta đến gần người khác. Sự xích lại gần này mang lại một niềm vui mà những sinh hoạt thông thường của con người khó có thể tạo ra. Dạy dỗ con cái nên người là một sứ mệnh khó khăn đầy thử thách. Chính vì thế mà hầu như cha mẹ nào có niềm tin cũng cầu nguyện cho con cái mình. Hai lời cầu nguyện thông thường nhất của cha mẹ là xin Chúa gìn giữ chúng, hoặc xin Chúa làm cho chúng thay đổi. Đó quả là những lời cầu nguyện đẹp. Còn gì đáng mong mỏi hơn là xin cho con cái được bình an và nên người. Tuy nhiên, còn có một lời cầu nguyện khác có thể bổ túc cho hai lời cầu nguyện trên đây. Lời cầu nguyện đó là, lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì cách thế Chúa đang hoạt động trong con cái của chúng con. Cảm tạ Chúa vì cho chúng con thấy Chúa đang thánh hóa con cái của chúng con. Cảm tạ Chúa vì niềm vui được sống với con cái của chúng con. Những lời cầu nguyện tạ ơn sẽ mang lại một chiều kích mới cho việc dạy dỗ con cái. Khi chúng ta chỉ cầu xin Chúa gìn giữ con cái chúng ta lại phải chiến đấu với bao nhiêu nỗi lo sợ. Khi chúng ta chỉ cầu xin Chúa thay đổi con cái chúng ta dễ quên đi những đức tính và sức mạnh mà Chúa đã ban cho chúng. Những lời cầu nguyện tạ ơn cũng sẽ là nền tảng vững chắc để cha mẹ có được những quan hệ tốt đẹp với con cái. Cha trên trời yêu thương chúng ta không phải vì chúng ta là những đứa con ngoan, không bao giờ ngỗ nghịch. Trái lại là khác. Cho dẫu chúng ta có xấu xa đến đâu, Ngài vẫn yêu thương và kỳ vọng nơi chúng ta. Ngài vẫn luôn vui mừng vì chúng ta. Cha trên trời quả thật là mẫu mực của cha mẹ trong việc đối xử với con cái. Chúng ta cũng có thể nhìn vào gương của Thánh Phaolô để học cách đối xử với con cái. Thánh nhân luôn vui mừng vì các tín hữu, mặc dù không phải lúc nào họ cũng là những tín hữu ngoan đạo. Viết thư cho các tín hữu Roma, Ngài khẳng định, tôi vui mừng vì anh em. Trong thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Corinto đoạn 7, câu 4, Thánh nhân nói rằng Ngài tin tưởng họ, Ngài hãnh diện vì họ, và dù cho họ có trải qua khó khăn nào đi nữa, niềm vui của Ngài vẫn vô hạn. Viết cho các tín hữu Philippe, Ngài cho biết luôn cầu nguyện với niềm vui. Trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Thessalonica, Ngài khẳng định như sau, anh em là vinh dự, là niềm vui của tôi. Thật ra, những người tín hữu mà Thánh Phaolô hằng quan tâm săn sóc không phải là những con người dễ thương dễ mến. Người Corinto vốn hay cãi cọ tranh chấp về mọi chuyện. Một số lại sống trong tình trạng loạn luân. Giáo dân Galata không chịu sống theo tin mừng của Chúa, mà chỉ thích bám víu vào lề luật. Trong giáo đoàn Philippe, thánh nhân thường phải can thiệp để giải quyết các cuộc tranh chấp nội bộ. Riêng các tín hữu Thessalonica thì lại lười biếng đến độ thánh nhân đã phải nói rất nặng lời. Ai không làm việc thì đừng ăn. Dù trong giáo đoàn nào cũng có xáo trộn, Thánh Phaolô vẫn luôn vui mừng và yêu thương họ. Quả thật, tình yêu đích thực làm phát sinh niềm vui đích thực. Nguyên tắc này có giá trị trong gia đình hơn bất cứ nơi nào. Chính trong gia đình mà sự sống trong Chúa Kitô cần được trau dồi và phát triển hơn cả. Vì tình yêu Chúa Kitô, chúng ta có thể hy sinh cho con cái. Vì tình yêu Chúa Kitô, chúng ta có thể áp dụng kỷ luật với con cái.
nhưng cũng vì tình yêu Chúa Kitô, chúng ta có thể tìm thấy niềm vui trong con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.